Kính thưa quý vị thân tộc, nhà gái, cháu Đoàn Hồng Thành và Nguyễn Nhất Linh, được sự chấp nhận của cha mẹ hai bên, chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Cho phép tôi được nhập gia để tiến hành nghi thức về hôn lễ. Nếu quý vị chấp nhận, cho một người đại diện mời phái đoàn nhà trai chúng tôi vào. Cháu Hồng Thành và Nhất Lan được sự chấp nhận, chọn ngày hôm nay là ngày lễ trước khi tiến hành hôn lễ. Tôi xin giới thiệu phái đoàn nhà trai của chúng tôi. Lễ này gồm có trực tiếp mời nhà gái giới thiệu cho dễ bề giao tiếp. Kính thưa quý gia tộc, thân tộc bên nữ chủ hôn, cho phép tôi đọc qua chương trình hành lễ đã được sự đồng ý của gia tộc hai bên. Chương trình gồm có 6 lễ. Phần 1 thì trình lễ vật và phẩm vật, 2 là trao hoa cưới, 3 là đeo nữ trang, 4 là ra mắt gia tộc và xá bàn thờ, 6 là lễ thành niên, 5 là lễ thẳng bái, 6 là lễ thành niên. Kính thưa gia tộc và thân tộc, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Giáp Dần, Nhâm Dần và ngày lành tháng tốt, hai thông gia đồng ý nhất trí chọn ngày nay chính thức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Kính gia tộc bên nữ chủ hôn, lễ vật bên nam chủ nhân đem qua gồm có 3 phần nhỏ. Thứ nhất là phần lễ vật gồm có như 6 quả trà, rượu, bánh, trái cây. Phần 2 thì phẩm vật gồm có nữ trang cô dâu là bông, dây chuyền. Phần tiền số 3, phần 3 thì là tiền thông dụng là bao nhiêu để trà nước. Tôi xin trình ra đây cho quý vị tường cảm. Rồi chú rể trao hoa cưới cho cô dâu. Kính mời cô Tư thay mặt gia tộc nhà trai để tặng nữ trang cho cô dâu. Rồi tụi con cô chú rể với cô dâu ra trước bàn thờ ra mắt ông bà làm lễ người quá cố, xá bốn xá. Kính thưa thân tộc và gia theo phong tục ngày xưa, sau lễ cưới 3 ngày, chú rể với cô dâu trở về nhà gái để làm lễ thẳng bái. Kính thưa bên nữ chủ hôn cho ý kiến buổi lễ này để bên nam dự chủ nhân chuẩn bị trước. Thỉnh nước dâu. Kính thưa thân tộc, gia tộc, nhân dịp hai cháu Hồng Thành và Nhất Linh thành hôn hôm nay là sắp cũng sắp đến giờ nghinh hôn, tôi thay mặt nhà trai kính thỉnh quý vị gia tộc nhà gái cùng tháp tùng chúng tôi đến gia đình trước là biết nơi ăn chốn ở và làm việc sinh hoạt cô dâu của cô dâu sau này. Sau cùng trong lúc chúng tôi xứng lễ có điều gì sơ sót xin quý vị niệm tình bỏ qua. Kính thưa luân tộc, ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em trong thân tộc, mặc dù không trực tiếp nuôi dưỡng, giáo huấn với tình thương ruột thịt đã giúp đỡ động viên, khích lệ cho hai cháu nên mới có ngày vui hôm nay. Mời hai cháu ra xá ra mắt vậy đó. Tôi kính thỉnh quý vị gia tộc nhà gái dự tiệc rượu với gia đình chúng tôi mừng thân mật tại nhà hàng
sen vàng, để tình thông gia luôn luôn được đoàn kết và thân mật với nhau.